Thưa quý vị, buổi sáng sớm tại bãi biển Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nơi đang triển khai đề án làng du lịch cộng đồng. Ngoài các ngư dân, thương lái, còn có du khách đến đây để trải nghiệm việc đi chợ mua hải sản vào sáng sớm. Chợ cá Long Thủy đặc trưng bởi bãi biển thoải, cát mịn. Các loại cá được ngư dân đánh bắt hôm trước và được vận chuyển bằng thúng chai vào sát bờ vào sáng hôm sau. Cảnh nhộn nhịp khi các bà, các mẹ bán hải sản ngay tại chỗ, hay du khách cũng có thể ghi lại hình ảnh những người phụ nữ gánh cá thuê hoặc xe bò chở cá đi dọc bãi biển. Đề án làng du lịch cộng đồng thôn Long Thủy khởi công từ tháng 12 năm 2023 đến nay đã hoàn thành các hạng mục như phục dựng đội hát lăng, hò bả trạo, phát hành cẩm nang và bản đồ du lịch thành phố Tuy Hòa, tổ chức lễ hội cầu ngư truyền thống Lăng Ông Nam Hải, Lạch Long Thủy. Theo đề án, năm 2024 có nhiều hạng mục được triển khai, đó là xây dựng cảnh quan, tu bổ di tích Lăng Ông, xây dựng cầu tàu, điểm trưng bày sản phẩm ô cốp tại điểm dừng chân, phục dựng bộ xương cá ông, tổ chức chương trình farm trip với các công ty lữ hành, thiết kế các tour tuyến điểm du lịch.